Hoan hỷ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt 30 tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, phát tài, phát lộc, vạn sự hanh thông. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, giới nghệ thuật mấy ngày qua không khỏi bàng hoàng xót xa trước thông tin nữ ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam Đặng Tú Thanh đã qua đời do tai nạn giao thông tại địa bàn phường Minh Đức, Hải Phòng. Vụ tai nạn đã khiến ca nương Tú Thanh qua đời trên đường đi cấp cứu, hưởng dương 15 tuổi. Chiều ngày 2 tháng 7, lễ tang của ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam Đặng Tú Thanh đã diễn ra tại quê nhà ở phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Điều kỳ lạ là đã có nhiều hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ xuất hiện khi quan tài của Tú Thanh được đưa lên xe tang. Vậy đó là những hiện tượng nào? Liệu đó có phải là điềm báo hay mang ý nghĩa nào đó hay không? Quý vị hãy cùng Phú Quý Tài Lộc tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Thông tin ca nương Đặng Tú Thanh qua đời ở tuổi 15 vì tai nạn giao thông khiến khán giả bàng hoàng thương xót. Theo thông tin cáo phó được chia sẻ, tang lễ sẽ được tổ chức trong ngày 2 tháng 7. Lễ viếng bắt đầu từ 8 giờ 30 phút sáng nay và lễ tiễn đưa cử hành vào lúc 16 giờ 05 phút, sau đó sẽ hỏa táng tại đài hóa thân Hoàn Vũ, thành phố Hải Phòng. Rất đông người thân, bạn bè tới tiễn đưa tài năng nhí về nơi an nghỉ cuối cùng. Được biết, cha mẹ Tú Thanh có tâm nguyện không nhận phúng điếu vòng hoa. Lễ tang của Tú Thanh được tổ chức giản dị vào sáng mùng 2 tháng 7 tại nhà riêng ở đường Trung Nghĩa, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Hoa sen trắng của các nhà chùa Phật tử, nơi ca nương từng tu tập dâng lên như thay lời của Phật, cầu cho cô gái nhỏ tài năng đoản mệnh về nơi cực lạc. Không khí trầm buồn bao trùm tư gia. Nhiều người không nén nổi xót xa khi em ra đi ở tuổi còn quá trẻ. Càng đau lòng hơn khi bố mẹ em không thể nhìn mặt con lần cuối, chị gái lại đang điều trị trong bệnh viện, chưa hay tin em gái nhỏ qua đời. Theo Đại Đức Thích Giác Hiệu, có một điều rất kỳ lạ là lúc làm lễ tiễn đưa Tú Thanh về đài hóa thân Hoàn Vũ, Ninh Hải, Hải Phòng thì xuất hiện những hiện tượng thiên nhiên rất khó lý giải. Lúc quan tài của Tú Thanh được đưa ra khỏi nhà để lên xe tang thì trời đang nắng chang chang, vậy nhưng chỉ một chốc lát sau thì mây trắng ùn ùn kéo đến che khuất mặt trời, không khí mát mẻ đến lạ. Trên đường tiễn đưa Tú Thanh có lác đác mưa và đến đài hóa thân Hoàn Vũ thì trời tạnh. Trên nền trời, nơi xe tang đi qua xuất hiện những đám mây ngũ sắc rực rỡ. Đây quả thật là điềm lành hiếm có, Đại Đức Thích Giác Hiệu chia sẻ. Nhiều người sẽ nghĩ khi đang tiến hành an táng người đã khuất mà gặp trời mưa không phải là điểm may mắn. Nhưng trên thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Có quan niệm cho rằng khi đang đi đưa tiễn người đã khuất mà gặp mưa, nước mưa phủ ướt khăn tang, chẳng khác nào ông trời cũng tiếc thương cho người đã khuất. Đây là điềm báo có phúc, dấu hiệu người đời sau sẽ có cơ hội phát tài hưởng lộc. Tuy nhiên, không phải cơn mưa nào khi đưa tang cũng mang đến may mắn, còn phải tùy từng thời điểm, phải xem mưa trút xuống đâu. Nếu như mưa trút xuống huyệt mộ, chẳng những gây khó khăn cho quá trình hạ quan tài xuống huyệt, mà còn là điềm báo hậu thế nghèo khó, gặp nhiều trắc trở. Hoặc là mưa trút trên đường đưa tang, hoặc là sau khi đã lấp huyệt gặp mới thì mới được coi là điềm báo tốt lành, mang tới phú quý giàu sang cho hậu thế. Ngoài ra, đây cũng không phải là lần đầu tiên hiện tượng mây ngũ sắc xuất hiện. Năm 2013, từ nhà ga Vũng Tàu, nhiều người cũng quay lại được cảnh mây ngũ sắc xuất hiện đúng ngày lễ Phật đản. Theo quan niệm nhà Phật, sự hiện diện của đám mây ngũ sắc được cho là điềm lành. Trong lễ truy điệu Tú Thanh, tỷ khiêu ni Thích Giới Định, chùa Vẽ, Hải Phòng đã có bài điếu văn hết sức xúc động. Điếu văn có đoạn viết: gia đình Tú Thanh có hai chị em, chị gái là Đặng Tú Uyên sinh năm 2006, Đặng Tú Thanh sinh năm 2009, bố là Đặng Hữu Lộc, mẹ là Bùi Thị Huế. Cả gia đình đều tín tâm với Phật Pháp. Năm 2020, Tú Thanh phát nguyện quy y Tam Bảo tại chùa Linh Độ, chùa Đỏ, được thượng tọa trụ trì đặt tên quy y là Diệu Ngọc. Là một cô bé xinh xắn, thông minh, nhanh nhẹn, ngay từ khi còn nhỏ, Tú Thanh đã bộc lộ niềm đam mê ca hát. Khác với các bạn cùng trang lứa, ai cũng thích hát những bài hát sôi động, ngược lại, Tú Thanh chỉ thích hát theo những bài kiểu cổ xưa.
những buổi chiều theo bà ra đình làng xem biểu diễn ca trù. Chính loại hình nghệ thuật mang tính Bác học và lối biểu diễn đặc biệt của ca trù đã thắp lên niềm đam mê của bé. Có lần xem bạn biểu diễn tiết mục Cô đôi Thượng Ngàn, bé về tự học, sau vài ngày thuộc luôn bài hát. Năm học lớp 2, Tố Thanh được bố mẹ cho đi học ca trù và học nhảy. Có lẽ niềm say mê với đàn ca, phách nhịp đã giúp cô bé nhỏ nhắn dễ thương ấy đạt được những thành tích mà không ai có thể nghĩ tới. Với những tiết mục Cô đôi Thượng Ngàn, Thị Nở, Thị Màu và hơn cả là những thể cách trong ca trù, Tú Thanh nổi lên như một hiện tượng khi có thể hát thuần thục các loại hình âm nhạc dân gian của Việt Nam. Trở về từ cuộc thi Người Hùng Tí Hon, Tú Thanh nổi tiếng trong làng âm nhạc dân gian Việt Nam. Cũng chính vì lẽ đó mà năm 2016, khi mới 6 tuổi, Tú Thanh được Hội Kỷ lục gia Việt Nam trao tặng danh hiệu nghệ sĩ hát nhạc cổ truyền dân tộc Việt Nam nhỏ tuổi nhất. Theo Tỷ Khiêu Ni Thích Giới Định, trên sân khấu, Tú Thanh là một cô bé tài năng và nhiệt huyết. Ở trường học, bé cũng là một học sinh có nhiều thành tích xuất sắc. Nhiều năm liền là học sinh giỏi, là lớp trưởng năng nổ, hoạt bát của lớp 9A10, trường trung học cơ sở Ngô Quyền. Không chỉ là một cô bé dễ thương, tài năng trên sân khấu, Tú Thanh còn là một Phật tử Ní thuần thành. Bất cứ chùa nào có Phật sự, không kể chùa ở nội ngoại thành phố Hải Phòng mà khắp cả ba miền, bất kể trời nắng hay mưa, khi quý sư cần, Tú Thanh đều có mặt, không ngại xa xôi vất vả. Hình ảnh một cô bé Phật tử ngoan ngoãn lễ phép với chất giọng ngọt ngào, tình cảm đã gây ấn tượng trong lòng biết bao Phật tử trong nước và nước ngoài. Tú Thanh ra đi khi biết bao chuyện còn chưa kịp kể, bao dự định ước mơ còn chưa thực hiện, mong muốn được gặp bố, gặp mẹ, được bố mẹ ôm ấp, vuốt ve sau những tháng ngày xa cách, mong muốn được hội ngộ cùng thầy cô và bè bạn trong lớp sau những ngày nghỉ hè, và còn biết bao nhiêu điều mong ước còn đang ấp ủ trong lòng. Chàng vở còn viết dở, bài tập chưa làm xong, bộ quần áo khóa tu chưa kịp giặt. Vậy mà giờ đây, con vội ra đi, bỏ lại sau lưng cả tương lai đang rạng ngời phía trước. Nghe tin con mất, không ai tin đó là sự thật. Khắp nơi gọi điện hỏi có nhầm lẫn gì không, sao lại như thế được. Ai ai cũng bàng hoàng, hụt hẫng như mất đi chính người thân yêu của mình. Sự ra đi của con hôm nay không chỉ là tổn thất cho gia đình, người thân, họ hàng, thầy cô, bè bạn, mà còn là sự tổn thất rất lớn khi đất nước mất đi một tài năng đang phát triển, Phật giáo mất đi một Phật tử tín tâm, tinh tấn trí tuệ. Tỷ Khiêu Ni Thích Giới Định xúc động viết trong điếu văn. Quý vị thân mến, sự ra đi của ca nương Tú Thanh đã để lại nhiều điều tiếc nuối cho cộng đồng mạng những ngày qua, vì nền nghệ thuật nước nhà đã mất đi một tài năng hiếm có khi tuổi đời của em còn quá trẻ. Phú Quý Tài Lộc xin được chia buồn cùng gia quyến và cầu chúc cho linh hồn em sớm về miền cực lạc. Quý vị thân mến, sinh lão bệnh tử là điều mà ai cũng phải trải qua, nhưng có những người không được may mắn ra đi ở tuổi còn rất trẻ như ca nương Tú Thanh ở trên. Theo các chuyên gia tâm linh, chỉ cần nhìn tướng mạo của một người là có thể biết được tuổi thọ của người đó dài hay ngắn. Khác với nét mặt của người trường thọ, nét mặt của người mệnh yếu có nhiều nét xấu. Trong phần sau của video, Phú Quý Tài Lộc sẽ chia sẻ đến quý vị những dấu hiệu nhận biết người yểu mệnh được lấy từ thực tế nên có độ chính xác tương đối cao. Mời quý vị cùng theo dõi. Dấu hiệu đầu tiên, nhân trung ngắn, không có rãnh hoặc có rãnh nhỏ rất nông. Nhân trung là một rãnh nhỏ nằm dưới chóp mũi thông với môi trên. Nhân trung trong nhân tướng học tượng trưng cho sinh khí, tượng trưng cho số phận của con người. Trong khi những người sống lâu thường có nhân trung tâm thẳng, sâu và dài, thì những người chết sớm thường có nhân trung ngắn, nhỏ, nông hoặc ngắn và sâu. Trong trường hợp lõi nhỏ như sợi chỉ, cần đề phòng tử vong trên đường. Ngoài ra, người có nếp nhăn dọc có thể chết lưu vong. Dấu hiệu thứ hai, mắt ngắn và nhỏ, có lông mày vàng thô. Nhìn vào mắt, lông mày của một người, người ta cũng có thể đoán được người đó có vận số đen đủi hay không. Kết quả là người này thường có đôi mắt ngắn và nhỏ, tròng đen lồi ra, màu mắt vàng nhạt, buồn ngủ. Trường hợp mắt bị lộ và gặp ánh sáng xấu thì cơ hội là rất ngắn. Ở tuổi 30, lông mày bỗng mọc lệch lạc là điềm báo của cuộc đời ngắn ngủi. Về lông mày, người chết yểu thường có lông mày đẹp
nhưng sợi thô vàng, sắc héo, rũ xuống trông lạnh lùng. Dấu hiệu thứ ba, thủy tai nhỏ, mềm và mỏng. Tai của người xui xẻo thường nhỏ, hướng xuống phía trước mặt. Tai quá mềm, mỏng như tờ giấy, dựng ngược lên, vừa nghèo vừa nhanh chết. Tai đen nhiều bệnh, tai dài đầu ngắn là người ngu, đoản thọ. Những người có đôi tai nhỏ, mềm và mỏng thường có cuộc sống ngắn ngủi. Dấu hiệu thứ tư, mũi gãy, lỗi là tướng người bất hạnh. Người có sống mũi gãy, đầu mũi nhỏ nhọn, mũi khiếm khuyết thường mang nhiều bệnh tật khó khăn. Mũi có nhiều nếp nhăn, vết sẹo là dấu hiệu của cuộc đời ngắn ngủi. Màu mũi xám và tối cũng là biểu hiện của sự nghèo khó và không sống lâu, cho thấy người này sức khỏe kém, liên tục gặp rắc rối và cần cẩn trọng trong mọi việc, không được chủ quan. Dấu hiệu thứ năm, môi nhợt nhạt, thâm tím, răng khớp khểnh. Khi xem tướng miệng của một người để biết tuổi thọ của người đó dài hay ngắn, cần phải quan sát môi và răng. Kết quả là những người có tuổi thọ thấp thường có đôi môi nhợt nhạt hoặc vàng vọt, thâm tím, răng bị thưa, gãy, nghiêng và lệch lạc. Giọng nói thì thường đứt quãng, giọng gấp gáp nhưng hời hợt như người hụt hơi, giọng điệu đờ đẫn như người không có sức sống. Đây đều là những dấu hiệu của người đoản thọ. Ngoài ra, xem tử vi của người chết yểu, điềm báo của người sắp chết, trong sách Phong Vân Tử Nhân Quả liệt kê một số hạn tuổi cao, yếu với các biểu hiện như sau. Diện mạo người chết yểu khi chưa đầy 10 tuổi thường có đầu và trán quá nhỏ so với cơ thể, trán nổi rõ gân xanh, sống lưng lõm xương. Những người cao nhưng đầu nhỏ và giọng nói nhỏ thường vật lộn để sống quá 15 năm. Nếu như tai mỏng như tờ giấy, gốc tai yếu, da mỏng bóng như dầu thì thường không vượt quá giai đoạn 16 đến 19 tuổi. Những người có đôi mắt lồi nhưng lòng đen nhỏ, nhiều lòng trắng, tai thon và màng nhĩ sẫm màu hướng về phía trước sẽ khó vượt qua tuổi 20. Tiếp theo, đặc điểm khuôn mặt của người đoản thọ trước tuổi 30 thường là lông mày ngắn. Những người này thường sống không quá 25 năm. Nếu lông mày thưa, nếp nhăn xâm lấn, mắt lờ đờ, môi xám xịt là tướng đoản thọ ở tuổi 26. Người có mắt nhỏ, xương thô, sức yếu, thịt teo, hơn nữa hạ đình, phần từ chóp mũi đến cằm quá dài và nhọn thì nhìn chung không thọ quá 27 tuổi. Nếu lông mày chéo mà mắt thoát, môi trề nhưng môi trên ngắn, da mặt quá mỏng thì khó sống ngoài 30 tuổi. Với tướng người tuổi thọ ngắn trong vòng 40 năm đổ lại, những người này thường có lông mày ngắn, mắt lồi và hõm to quá dài, không cân đối với khuôn mặt. Nếu có những đặc điểm này thì khó sống ngoài 32 tuổi. Nếu mắt có lúc lộ ra ánh sáng, khi thì chìm xuống, lông mày thô, ngắn, cộng với phần thân dưới dài và hẹp thì người này không thọ quá 34 tuổi. Người có mắt lộ, yết hầu lộ, xương nhỏ nhưng mập không quá 36 tuổi. Nếu ánh mắt lộ ra ánh sáng dữ tợn, tính tình thô bạo thì chỉ 39 tuổi là chết. Khi một người bước qua tuổi 50, chúng ta không nói đến chết yểu mà chỉ nên nói là mất. Thông thường, những người có sống mũi lệch, lệch sang phải hoặc sang trái hiếm khi sống quá 42 tuổi. Tướng mạo mắt nhỏ, lông mày hẹp, không cân xứng với khuôn mặt. Phúc khí đầy đặn, thường hưởng thọ khoảng 42 đến 44 tuổi. Nếu cơ thể béo phì mà tinh thần co rút thì khó sống ngoài 49-50 tuổi. Trên đây là những nét cơ bản trên khuôn mặt của người có số mệnh yểu. Vậy những người chẳng may có những đặc điểm này phải làm thế nào để thay đổi số mệnh? Phú Quý Tài Lộc có đôi lời muốn chia sẻ với quý vị như sau. Nhân tướng học là một khoa học tổng kết nên nó thể hiện đặc điểm qua số lượng lớn nhưng cũng không phải là chính xác tuyệt đối. Ai cũng có số phận an bài, chúng ta không nên buồn, quá lo lắng về những điều chưa xảy ra. Hãy sống vui vẻ và tận hưởng những điều tốt đẹp nhất của ngày hôm nay. Hãy cứ làm đẹp cho đời, mang đến cho đời những điều tốt đẹp. Đó là cách tốt nhất để thay đổi vận mệnh của chính mình. Ngoại hình có thể thay đổi nhờ luyện tập, thay đổi khí chất mỗi ngày. Người có tướng tai họa nên sống thận trọng, tránh hung họa trong đời. Những người không khỏe mạnh nên tăng cường sức khỏe bằng cách tập thể dục, có chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh, tập thiền để cân bằng cuộc sống. Có sức khỏe tốt thì tuổi thọ cũng sẽ được cải thiện rất nhiều. Quý vị thân mến, đức năng thắng số, sự đức độ,
tình yêu thương giữa người với người chính là chìa khóa để cải thiện số mệnh một cách tốt nhất. Hy vọng những kiến thức phú quý tài lộc chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Và đừng quên ấn like và đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.